ra mắt có giá rẻ thế nào. iPhone SE 2 có thể được Apple ra mắt vào quý 1 năm 2020 và dự đoán có mức giá khá dễ chịu. Theo nhà phân tích Minh Chi Kuo, Apple có kế hoạch ra mắt chiếc iPhone giá rẻ SE 2 vào quý đầu tiên của năm 2020, với giá khởi điểm 399 đô la Mỹ, khoảng 9,2 triệu đồng. Ngoài thời điểm ra mắt và giá bán, Kuo cũng đưa ra dự đoán về cấu hình iPhone SE 2. Theo đó, Chiếc iPhone giá rẻ sắp ra mắt này của Apple có thể được trang bị chip A13 giống như loạt iPhone 11 vừa ra mắt, SE 2 hỗ trợ RAM 3 GB, bộ nhớ trong tùy chọn 64 GB hoặc 128 GB. Máy sẽ có các màu xám không gian, bạc và đỏ. iPhone SE 2 có thể không có 3D Touch. Về thiết kế, iPhone SE 2 có thể sẽ có thiết kế tương tự iPhone 8 với các cạnh bo tròn. Nhà phân tích này cũng lưu ý rằng iPhone SE 2 nhắm tới những người dùng muốn nâng cấp từ iPhone 6 và 6S. Cuộc dự đoán có khoảng 100 triệu người dùng iPhone 6 và 6s, vì thế iPhone SE 2 sẽ giúp tăng doanh số iPhone cho táo khuyết vào năm tới.